Sau đó câu phim mắc xin chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay trước mặt mình rất nhiều các cái phụ kiện dùng để đi câu lua. Đó, các loại mồi. Rồi các cái phụ kiện để đi câu như là kìm kẹp cá này, khóa lua, hộp đựng mồi. Đó, rồi chai nước này, điện thoại này. Và không thể thiếu đó là hai cái máy câu lua nha. Đó, thì với rất nhiều phụ kiện như thế này thì mình cần tìm một cái túi để có thể bỏ vừa tất cả những cái phụ kiện này. Vâng, xin giới thiệu với tất cả các bạn. Đây, mẫu túi vật rất cực kỳ thần thánh mà bên shop mình mới về đây. Cực kỳ nhiều ngăn và cái kích thước thì phù hợp đeo cho các anh em cần thủ nha. Đấy, đeo trước này, rồi đeo sau vai này. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, bây giờ thì bạn mẫu sẽ bỏ tất cả những cái mồi này vào cái túi xem là nó có thể đựng được hết không nha. Đó. À, cái khóa thì có thể làm bằng nhựa cho anh em dễ mở ra nha. Đó, đây, ngăn chính này. Đó. Ngăn chính thì có cái sợi dây rút này, khi nào anh em bỏ đồ xong thì anh em rút lại nha. Đó, rồi bỏ máy trước nè. Đó, có thể bỏ hai máy luôn nha các bạn. Đó. Bỏ hai máy còn dư ngăn để có thể bỏ thêm đồ nữa. Đó. Đó. Bên trong nó còn chia cái ngăn nhỏ nữa các bạn đây. Đó, cái ngăn bằng vải này đây. Cái này thì các bạn có thể bỏ một cái mồi mềm nữa. Đấy. Thêm một ngăn bên này nữa. Đây, đó. Đây, còn dư chỗ nha các bạn, có thể bỏ thêm dây cước này, đó, hoặc cái kìm kẹp cá này vào. Đó. Tha hồ đồ luôn. Rồi kéo vào này. Đấy. Đây ngăn chính nha mọi người. Đó. Đây, phía sau này nó còn một cái ngăn cũng cực kỳ bự luôn. Đó. Thì bạn mẫu sẽ bỏ thêm cái hộp mồi xem nó có vừa không nào. Xem bạn. Đó. Khóa lại, đó. Vừa luôn nha mọi người. Rồi, ok. Đây, phía trước này có một cái ngăn nhỏ này. Đấy, thì mình có thể bỏ điện thoại vào đây nha. Đó, lấy ra gọi điện nghe tiện lợi luôn. Khóa rất là chắc chắn nha mọi người. Đây, phía trước này rồi. Thôi, cực kỳ nhiều ngăn đây. Một cái ngăn này nữa. Bỏ khóa snap này. Rồi bỏ mấy mồi V5. Đó. Cái này mình bỏ cả hộp nha các bạn. Còn nếu các bạn không có hộp thì có thể còn bỏ nhiều hơn nữa. Đó. Người thấy màu sắc cũng rất là đẹp đúng không? Phải chắc chắn luôn. Đây, hai bên này. Đây, này, một ngăn tiếp này. Đó, lại một ngăn nữa này. Cái này mình có thể bỏ mồi mồi mềm fishing jumping. Đó. Cái này tính cả cái vỏ nên nó mới hơi chật thôi mọi người. Đó. Rồi mồi duo này, bỏ vào đây. Đó, đây, để thêm một cái ngăn nhỏ nhỏ lên đây này. Trời ơi, cái túi mà siêu siêu nhiều ngăn luôn. Đấy, anh em mà đi câu lua mà có mình có nhiều phụ kiện á thì cái túi này cực kỳ phù hợp cho mọi người luôn. Đó, à, cái túi này bỏ mẹ hết. Cái nồi ép bỏ được luôn á. Rồi. Nói chung mình không cần kéo khóa lại cũng được bởi vì nó cũng chắc chắn mà. Rồi. Đây, phía bên này có ngăn để chứa nước nha. Bỏ được quá trời đồ luôn. Rồi, đây. Sau khi bỏ tất cả các cái mồi vào, cực kỳ nhiều mồi thì nó sẽ như thế này đây. Đó. Tắt cổng cái này luôn. Đây, mọi người nhìn cái ngăn này này. Nó trang bị, khi nào một trong cái ngăn lớn có một cái ngăn nhỏ như thế này thì mọi người có thể bỏ thêm những kiểu cái hộp mồi hoặc là những cái khóa snap, các kiểu đó. Tùy anh em thôi. Rồi bản mẫu này thì hơi tham lam bỏ nhiều mồi quá.